đừng trách chúa bạn thân mến tòa nhà thương mại của nước mỹ cũng được gọi là nhà tháp đôi gọi nôm na theo hình dáng của tòa nhà là một trung tâm giao dịch thương mại lớn nhất thế giới nơi điều khiển toàn bộ nền kinh tế và hành chánh của nước mỹ có thể coi tòa nhà thương mại này là chính niềm hãnh diện và tự hào của nhân dân hoa kỳ Thế nhưng tòa nhà này đã bị bọn khủng bố dùng hai chiếc máy bay của Mỹ do chính phi công của Mỹ lái đâm thẳng vào tòa nhà này ngày 11 tháng 9 năm 2001. Và trong khoảnh khắc tòa nhà này đã bị nổ tung và đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn đến nỗi không còn có thể sử dụng lại được nữa. Nhiều ngàn người đã bị chết cháy nhiều chục ngàn người phải chịu cảnh mất chồng mất vợ mất cha mất mẹ mất con cái nhất là nhiều chục ngàn người bàng hoàng sợ hãi vì tai họa khủng khiếp đó họ đã mất phương hướng để có thể vươn lên để có thể tiếp tục sống thiệt hại về vật chất phải nói là rất to lớn mà thiệt hại về tinh thần cũng thê thảm không kém bởi trong một thời gian khá dài sau biến cố đó người mỹ vẫn tiếp tục sống trong nôm nớp lo sợ trong bất an trong lo lắng sợ hãi như lúc nào cũng sắp có khủng bố người ta cảnh giác đề phòng bằng nhiều biện pháp an ninh thật gắt gao thật chặt chẽ những chuyến bay đã được kiểm soát thật nghiêm nhặt với những phương tiện máy móc thật tinh vi, thật hiện đại. Đây là một biến cố hải hùng mà nhân dân Hoa Kỳ sẽ không bao giờ có thể quên được trong ký ức của mình. Người ta gọi đó là biến cố ngày 11 tháng 9 2001. Sau biến cố khủng khiếp này, người ta có mời một vị giảng thuyết nổi tiếng của Mỹ làm một cuộc phỏng vấn trên truyền hình những câu hỏi và những câu trả lời của cuộc phỏng vấn này đã gây nên nhiều ấn tượng và nhiều suy nghĩ thật sâu sắc không những tại nước mỹ mà còn ảnh hưởng nhiều đến hàng triệu triệu người trên khắp thế giới cuộc phỏng vấn đã bắt đầu như thế này thưa cô tại sao thiên chúa lại để cho xảy ra một thảm họa khủng khiếp như vậy với một dòng nói đầy xác tín cô trả lời tôi nghĩ là thiên chúa rất buồn về điều đã xảy ra ít nhất là ngài cũng rất buồn như chúng ta ngài cũng rất buồn bằng chúng ta nhưng mà nghĩ lại xem đã từ bao năm nay rồi chúng ta đã yêu cầu ngài phải đi ra khỏi các trường học của chúng ta chúng ta đã thỉnh cầu ngài phải đi ra khỏi các gia đình của chúng ta. Chúng ta đã van xin Ngài phải đi ra khỏi chính phủ của chúng ta. Chúng ta đã tìm hết mọi cách để loại trừ Ngài ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Và quả thực, Ngài là một vị rất quân tử nên Ngài đã lặng lặng rút lui ra đi. Vậy thì làm sao chúng ta có thể hy vọng Chúa bán ơn lành cho chúng ta? Vậy thì làm sao chúng ta có thể hy vọng Chúa che chở cho chúng ta khi mà chúng ta đã tha thiết khẩn khoản nài xin Ngài đừng có can thiệp gì nữa vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đã xin Ngài là trong mọi chuyện hãy để cho chúng ta được tự do mà lo liệu. Rồi khẽ nhúng vai một chút, cô ta lại nói tiếp về những biến cố mới vừa xảy ra như những cuộc tấn công như những cuộc khủng bố như những cảnh bắn súng như những cảnh chém giết hàng loạt trong các trường học làm cho nhiều người phải chết một lúc rồi những cuộc chiến tranh chém giết nhau cứ liên tiếp xảy ra khắp nơi vân vân tôi nghĩ mọi sự đã khởi đầu với bà madeleine murray o'hare khi bà đã mạnh dạn lên tiếng than phiền là bà không muốn thấy các em học sinh tiếp tục đọc kinh trong các trường học nữa và mọi người chúng ta trong cả nước đều đã biểu quyết đều đã nhất trí đồng ý rồi một người khác nữa lại có ý kiến là yêu cầu đừng có ai mang sách kinh thánh vào trong các lớp học vào trong các cơ quan làm việc vào trong các công sở nữa và mọi người chúng ta trong cả nước đều đã biểu quyết, đều đã nhất trí đồng ý. Đang khi đó thì sách kinh thánh lại dạy chúng ta chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ gian dâm, hãy yêu thương người khác như chính bản thân của mình. Và mọi người chúng ta hôm nay trong cả nước đều đã nhất trí đồng ý không sống theo kinh thánh của Chúa nữa. Cho nên những gì đang xảy ra trong hiện tại đó chính là thứ kinh thánh mà chúng ta đã chọn đã lựa vậy thì làm sao chúng ta có thể trách chúa được nữa và cô ôn tồn kết luận bây giờ đây chúng ta hãy tự hỏi mình xem là tại sao con em chúng ta không còn có lương tâm trong sáng như những ngày trước kia Tại sao chúng ta không còn phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là điều tốt để theo, đâu là điều dữ để tránh? Chúng ta hãy tự hỏi chúng ta xem. Rồi tại sao chúng ta lại nhẫn tâm giết một người lạ mặt, giết một người thân quen, rồi tự sát giết chính mình mà lương tâm không hề có một chút ấy nấy gì? Chúng ta hãy suy nghĩ lại cho kỹ đi. Bởi chúng ta gieo nhân nào thì tất nhiên chúng ta phải gặt hái quả đó thôi. Đây cũng là chuyện bình thường, đây cũng là lẽ tự nhiên thôi. Bạn thân mến, có thể bạn cho câu trả lời của cô giảng thuyết này là khó chấp nhận. Thế nhưng câu trả lời của cô có nhiều điều thật rất đáng để chúng ta suy nghĩ lắm. Bởi trong cuộc sống thường ngày tôi và bạn cũng thường hay phàn nàn cũng thường hay than trách chúa mỗi khi gặp những điều không may mỗi khi gặp những điều buồn lòng trái ý có lúc chúng ta đã thắc mắc tự hỏi chúa đang ở đâu sao mà chúa không thấy tôi đau khổ thế này để ra tay cứu giúp sao chúa im lặng mãi trước những cảnh bất công của xã hội mà tôi đang phải gánh chịu. Rồi có khi trong lúc quẩn trí đớn đau cùng cực, chúng ta đã đổ lỗi cho Chúa là tại Chúa đã tạo ra những thập giá này để bắt chúng ta phải gánh, phải chịu. Ta nên nhớ Thiên Chúa không tạo ra thập giá. Thiên Chúa cũng không thích thú gì khi thấy con người đau khổ. Nhưng Chúa thinh lặng và chấp nhận để mọi việc xảy ra chỉ vì thiên chúa tôn trọng quyền tự do mà ngài đã trao ban cho con người từ khi tạo dựng vũ trụ tất cả mọi điều diễn ra cách tệ hại như chúng ta thấy ngày nay chính là do con người đã xô đẩy thiên chúa ra khỏi cuộc sống của mình con người muốn tự mình giải quyết mọi vấn đề mà không cần chúa nữa nói một cách khác con người muốn cuộc sống của mình được tự do hoàn toàn và không muốn thấy bóng dáng của thiên chúa nữa chúng ta nên nhớ sự chọn lựa nào rồi thì cũng phải có cái giá phải trả của nó thôi nếu bạn không muốn có chúa trong cuộc sống thì bạn chẳng còn có lý do gì nữa để phàn nàn để trách móc chúa lời chúa chúng con đã rất vô tình, đã rất vô tâm, đã rất vô ơn, đã rất bội bạc, đã rất bất hiếu đối với Chúa. Xin cho chúng con ơn biết nhận ra những lỗi lầm của chúng con để đừng bao giờ chúng con quy kết tội cho kẻ này người nọ và càng không bao giờ được phép quy kết tội cho Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống hết tình với Chúa như một người con hiếu thảo đối với Chúa bởi chúa là chúa của con amen